xem sớm nhất Giấc mơ của mẹ trên VEON lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tôi không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu. Nè, lâu quá mới gặp anh đó. Ừ. Mới qua thăm anh hả? Nè, sao xỉn quà vậy? Mẹ anh gửi đồ cho anh đó, cho nên em mới đem qua. Mà sao chiều giờ em gọi điện anh đó, không bắt máy vậy hả? Chiều giờ anh bận quá không coi điện thoại. Ủa, cái cọng dây chuyền mới mua tặng em đâu rồi? Đeo vô đi, đeo thử coi đẹp không? Đẹp vô. Ôi, mùi biết không à? Ủa? Hình như là hồi xưa còn đi học là mình thích Yến đúng không? Hai người từng quen nhau đúng không? Ủa gì kỳ á? Đồ gì hồi xưa của ông bây giờ nó cũng thuộc về tôi hết vậy? Đã vậy bây giờ còn làm nhân viên của tôi nữa. Người yêu cũ hồi xưa thì bây giờ thành vợ chấp cưới của tôi. Thôi đi, anh xỉn rồi. Chú, dẫn anh vô phòng đi. Cuộc đời này vẫn đẹp sao lắm mà. Tình yêu vẫn đẹp sao. Lâu quá không có tin tức của anh. Em cứ tưởng anh thành công lắm rồi chứ. Ai về? Anh làm cho anh Hùng hả? Làm nhân viên chắc cực lắm ha. Đêm hôm còn phải chở sếp về nhà nữa. Ngày xưa anh bỏ em, em cứ nghĩ là anh bản lĩnh lắm chứ. Đúng là cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ ha. Em với Tăng Vi Hùng nói chuyện y hệt nhau à? Đúng là trời sinh một cặp đó. Nè, ngày xưa còn trẻ không biết, nhưng bây giờ chắc anh cũng đã hiểu. Chỉ dựa vào năng lực bản thân rất khó để thành công. Người như anh á, chỉ cần nhờ vào sự hỗ trợ của nhà vợ, chắc chắn anh sẽ thành công lớn. Chuyện ngày xưa em có thể bỏ qua. Không có gì quá đặc biệt đâu. Ngày hôm qua tôi vừa ngồi với đại diện của hai bên công ty để rà soát lại mọi thứ. Tôi nghĩ là đã ổn. Tôi biết, nhưng mà tôi muốn ông qua bển ngồi với khách hàng để nói chuyện với tụi pháp lý, giải thích những cái điểm quan trọng cho tụi nó hiểu, để sau này tránh rắc rối. Nhưng mà trưởng phòng pháp lý bên đó đã email cho tôi và... Tôi muốn ông đi, tôi mới an tâm. Được thôi, tôi sẽ đi. À, nghe nói là hôm qua ông mới lên phường để bảo lãnh ông già về. Cái đất này nó nhỏ xíu à, mà luật sư Quang Minh thì lại quá nổi tiếng. Đi đến đâu thì ai cũng biết hết đó. Phải chi mà ba mẹ đàng hoàng. Chắc bây giờ ông ngon lắm ha.
Alo. À, tôi nhờ ông một việc được không? Ông có biết cái tiệm bánh ở trên đường Hai Bà Trưng không? Biết. Ông tới đó ông mua giùm tôi một cái bánh bông lan trà xanh. Trà xanh nha. 3 giờ mới bán, 3 giờ. Nhưng mà bây giờ ông phải đi rồi đó. Nghĩa là ông phải xếp hàng ở đó rồi ông mới mua được. Tại vì cái bánh đó rất là đắt. Cực cho ông quá đúng không? Nhưng mà biết sao giờ? Tại tôi kén ăn lắm. Ừ. Cô con hết 10.000 nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Nè. Tao kêu mày mua bánh sô-cô-la mà. Sao mày mua bánh con cô? Chỗ này chỉ còn bánh này thôi à. Ủa bà quẹm ra chỗ khác mua hả? Tao kén ăn bánh này lắm. Nhóc này, thiệt tình. Mà đi mua bánh khác cho tao nhanh lên. Nè nhóc con, bỏ cái tay ra liền. Này mấy cái đứa này, ý đâm hiếp cô hả? Hả? Ý mình là con ông cháu cha đúng không? Cậy vào thế gia đình mình cho nên đi ức hiếp người khác, đúng không? Nè, chú nói cho mấy đứa biết nha. Như vậy là không tốt đâu, là không có ngoan đâu, biết chưa? Mà tụi con cũng đừng tưởng á là ý đông vậy nè, là nó sẽ làm theo lời, không bao giờ nó làm theo đâu. Ủa sao chú la như vậy? Tụi con chỉ tập kịch thôi mà. Ê chú này bị gì á? Chú này không được bình thường. Tụi mình tập kịch mà chú cũng không biết nữa. Thôi tụi mình ra chỗ khác tập đi. Chú đứng bánh nè, con dơ chú nè. Ê chờ tụi với. Cảm ơn. Thưa mẹ con mới đi học về. Chào con gái. Hôm nay mẹ có đi làm không? À hôm nay mẹ không có đi làm. Nhưng mà tối mẹ sẽ đi. Sao con gái của mẹ hôm nay đi học vui không? Dạ vui. Hôm nay con tập diễn kịch ở trong công viên. Ừ rồi sao nữa? Có một chú cười lắm. Chú đó thích ăn bánh sừng trâu. Nên chú đó cứ đi theo con hoài. Ừ. Chú đó còn la mấy bạn nữa. Cuối cùng con phải cho chú cái bánh đó luôn. Ờ con gặp chú đó ở đâu? Ở công viên gần nhà mình nè. An, qua ngoại nói nghe nè. Người lớn á mà xin đồ ăn của con nít á là người đó không có tốt đâu. Mới mốt con gặp cái chú là con trốn thật xa đi nghe không? Nghe không? Không mấy con về con kêu ngoại. Ngoại ra, ngoại xử đẹp cho. Dạ, con nhớ ngoại. Giỏi quá, chú cháu quá mà thông minh quá vậy ta, đẹp quá. Tóc giống ai? Tóc giống ngoại. Ờ, chính xác. Thôi nè, bữa nay bé muốn ăn gì? Dạ, cũng ăn thịt viên. Thịt viên đúng không? Dạ. Rồi mình nhờ bà ngoại nấu. Ngoại đâu biết làm. Thôi để ngoại đặt người ta mang tới cho con ăn nghe. Dạ. Xem sớm nhất Giấc mơ của mẹ trên VOWN lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.